nay em xin giới thiệu với cả nhà một siêu phẩm mới bên em ạ. Đèn năng lượng mặt trời sáu bóng cao cấp, dùng xuyên suốt 10 năm cho em mà không bao giờ lo hư hỏng hay là cháy nổ. Hôm nay em chơi lớn nha, khuyến mãi cực sốc cho cả nhà yêu luôn. Chỉ 100 chiếc đầu tiên thôi. Bình thường em bán là 650.000 đồng một bộ như thế này, nhưng hôm nay tại livestream này bán 100 chiếc đầu tiên chỉ với giá 350.000 đồng. Trời ơi, giá quá rẻ luôn cả nhà ơi. Đó, mua 2 chiếc 600.000. Vô cùng tiết kiệm luôn ạ. Đó, mọi người thấy nè, cái đèn này nó được thiết kế vô cùng sang trọng và rất là gọn nhẹ luôn. Mình có thể lắp đặt ở đâu cũng được. Đó, lắp đặt cực kỳ dễ cho cả nhà luôn nha. Mọi người nhanh tay lên để ngay lại số điện thoại cho em đi nào ạ. Em nói thật chứ, dùng cái đèn này em thích mê luôn mọi người ơi. Và đặc biệt không hư hỏng nha. Tại vì cái này nó chống được nước nè, nắng mưa sấm sét, bão bùng gì bất chấp mọi thời tiết cho em. Và cực kỳ bền luôn nha cả nhà ơi. Không bao giờ lo gỉ sét hay là hư hỏng cháy nổ gì cho em. Mình mua chỉ có một lần thôi, em nói thật chứ, mua một lần mình xài mãi mãi luôn, xài biết khi nào nó hư mọi người. Khi nào mình chán rồi mình giục thôi chứ biết khi nào mà nó hư. Đó, mọi người lên ngay số điện thoại cho em đi, bỏ ra cái vài trăm nghìn thôi mà tiết kiệm mỗi năm nha, em cam đoan với mọi người nè. Với cả nhà mình luôn nha. Đó, tiết kiệm được vài chục triệu đồng tiền điện là ít nha. Đó, thiệt, sử dụng cái đèn này cho em, tiết kiệm tiền điện rất là nhiều luôn nha mọi người ơi. Đó, lên ngay cho em số điện thoại nha mọi người, 100 chiếc đầu tiên thôi nha, nhanh tay lên ạ. Cái bộ sản phẩm bên em nha, nó sẽ bao gồm cho mình nè, một tấm pin nè, một cái đèn, một điều khiển từ xa, một bộ ốc vít nha cả nhà. Đây em giới thiệu cho cả nhà luôn, khi mà mình nhận bộ sản phẩm bên em thì cái tấm pin năng lượng mặt trời ấy mọi người, cái dây của tấm pin nè mình sẽ gắn vào đèn nha mọi người. Đây, nó sẽ có một cái nút cao su như thế này, mình gỡ ra và cắm vào giúp em. Trời ơi, rất là sáng luôn nha. Em mới tắm vào thôi mà nó sáng cực kỳ sáng luôn. Đây, em sẽ dùng điều khiển và tắt nha mọi người. Đó, cực kỳ sáng luôn nha cả nhà yêu ơi. Đó, mọi người lên ngay cho em số điện thoại đi ạ. Đây nha, em sẽ hướng dẫn nè. Khi mọi người cắm cái vít này vào trong cái đèn rồi thì mọi người vui lòng lấy cái tấm pin năng lượng mặt trời này bỏ ra ngoài trời sạc giúp em nha. Đó, cái dây sạc này nó dài tới tận 4 mét luôn, nên các anh chị nè, mình có thể cố định tấm pin ở một chỗ hoặc là mình có thể di chuyển đến những cái nơi mà mình yêu thích nha. Ví dụ như là ban công hay là ngoài trời, sân gì đó mình thích bỏ đâu thì mình bỏ thôi. Nhưng mà quan trọng là cái tấm pin đây nó phải ở những cái nơi có ánh nắng nha mọi người, để nó hấp thụ ánh nắng, để nó truyền thành nhiệt điện, để phát điện cho cái đèn led như thế này mọi người. Đó, nhớ giúp em nha, nhớ đặt ra ngoài nắng giúp em. Đó, và cái bộ ốc vít này nè mọi người, ở dưới những cái tấm pin hay là cái đèn nó sẽ có những cái lỗ như thế này, mình cố định bằng ốc vít vào giúp em để nó giữ được chắc chắn nha cả nhà yêu ơi. Đó, tiện lợi chưa ạ? 350.000 đồng một chiếc, 2 chiếc 600.000 đồng, mua 4 chiếc 799.000 đồng, càng mua càng rẻ mà anh chị ơi. Lên ngay cho em số điện thoại nha, không cần chần chừ. Và đây là chiếc điều khiển từ xa của nó đấy mọi người ơi, em sẽ hướng dẫn luôn. Mọi người có thấy trên cái điều khiển này nó sẽ có một nút on off xanh là mở nha mọi người, và nút off là nút tắt đèn, em sẽ test thử nè. Khi mà mọi người bấm on, đèn nó sẽ nhảy lên một phát rồi nó tắt, mọi người biết sao không? Đây, khi mà em cảm biến nha, khi mà em cảm biến bằng cái hơi người á mọi người, nó cảm biến được mà. Đó, thì nó sẽ phát sáng lên như thế này. Cái chế độ on ngay chỗ này á mọi người, có nghĩa là nó sẽ phát sáng luôn. Và khi nào mình chán rồi thì mình tắt nha mọi người, chứ nó không bao giờ tự tắt. Đó. Tiếp tục thứ hai, model 1 có nghĩa là chế độ 1 nha mọi người. Chiếc đèn này nó sẽ có 5 chế độ cho mình. Cái chế độ 1 này mình bấm nè, nó sẽ phát ra ánh sáng yếu và sau đó nó sẽ cảm nhận được là cái cảm biến á mọi người, nó sẽ phát sáng lớn hơn. Đó. Cái này thì nó sẽ tắt nhanh thôi mọi người, chứ không phải là như cái chế độ on lúc nãy nha. Cái này nó sáng một chập rồi nó sẽ tắt. Khi nào mà có người đi qua á, thì nó sẽ mới bật lên thôi. Đó, rất là tiện lợi cho mình luôn. Và còn cái model thứ hai là cái độ sáng 70% nha mọi người. Độ sáng 70%. Model 3 thì sao ạ? Độ sáng 100% nha cả nhà ơi. Trời ơi, nó chiếu rất là sáng luôn. Mọi người thấy không? Nó chiếu cực kỳ sáng luôn. Và cái chế độ SOS nè mọi người ơi, lưu ý giúp em nha. Khi á mà mình treo cái đèn này ở ngoài cổng nhà mình nè, hoặc là mình treo ở ngoài vườn nhà mình mà mình nghe thấy tiếng động lạ, thì với tay lấy cái điều khiển này cho em, mình bấm liên tục vào chế độ SOS này giúp em. Đó, để khi mà kẻ xấu á mọi người nó thấy như vậy á, nó không dám lại gần nhà của mình nha cả nhà yêu ơi. Lên ngay cho em số điện thoại nha, vô cùng là tiện lợi luôn nè. Đó, có cái nút bấm như thế này, có nút bấm trực tiếp ở trên đèn luôn, hoặc là mình có thể dùng bằng điều khiển, nó cực kỳ tiện. Ví dụ như là mình treo đèn ở xa quá thì nó có cái điều khiển như này mình sử dụng cho mọi người nha. Đó, vô cùng tiện lợi luôn. Và khi mọi người mua sản phẩm bên em nha, được quyền kiểm tra hàng trước. Đó, kiểm tra đầy đủ những cái món hàng và y như hình như thế này thì mọi người lấy hàng giúp em nha, rồi thanh toán. Đó, mua một chiếc giá 350.000 đồng, 2 chiếc 600.000, mua 4 chiếc chỉ 799.000, càng mua càng rẻ nha các anh chị ơi.
Nhanh tay lên ạ, để ngay là xuân thọ cho em, chỉ có 100 chiếc đầu tiên thôi. Đó, rất là sáng luôn, trời ơi mọi người, cực kỳ sáng luôn á. Đó, mọi người lưu ý giúp em nha, bởi vì cái đèn này mọi người có thấy nè, cái công suất chiếu sáng của nó quá là cao nên cái hiệu suất đèn của nó lên đến 50.000 giờ. Nên ta không chỉ có thể đặt được ở cổng nè, khuôn viên nhà, chuồng gia súc, vân vân. Mình có thể thích hợp đặt cho những cái dự án công trình cần chiếu sáng nguyên đêm á mọi người. Đó, chiếu sáng cho trang trại nè, khu xưởng sản xuất nè, khu nhà máy nè, đó, biệt thự, khách sạn, sân vườn, nói chung là những cái khu vực mà rộng lớn vì nó có thể chiếu sáng lên được tới 100 mét vuông luôn nha mọi người ơi. Đó, lên ngay cho em số điện thoại đi nào cả nhà ơi. 350.000 đồng một chiếc, 2 chiếc 600.000 đồng, mua 4 chiếc chỉ 799.000 đồng nha. Đó, quá rẻ luôn mọi người ơi, lên ngay cho em đi ạ. Xài cái này rồi thì mình đâu có tốn tiền điện đâu cả nhà, tại vì nó lấy năng lượng mặt trời nè, mình đâu có tốn 1.000 tiền điện nào đâu. Lên ngay cho em số điện thoại đi, không cần chần chừ đâu nha mọi người. Sáng sạc tối sử dụng cho em. Đó, sử dụng liên tục 6 đến 8 giờ cho em, chiếu sáng nguyên đêm cho mình luôn nha cả nhà. Đó, cái đèn này hồi nãy em cũng nói rồi, nó có cảm biến á, nên nó sẽ tự động bật khi trời tối và tự động tắt khi trời sáng nha cả nhà, rất là thông minh luôn. Và cái trên những cái chế độ này nó có thể là cảm biến được hơi người nữa, nó sẽ tự bật lên như này, trời ơi nó rất là tiện luôn em ạ, quá là hiện đại cho mình luôn nha. Mọi người lên ngay cho em số điện thoại đây ạ. Đó, cái đèn này nha mọi người, lắp vô cùng dễ dàng, nó không cần những cái dây dẫn điện nè, công tắc điện hay là ổ cắm điện, do đó nó vô cùng an toàn, không lo cháy nổ, chập điện hay mất điện nha cả nhà ơi. Lên ngay số điện thoại cho em đi nào. 350.000 đồng một chiếc, 2 chiếc chỉ 600.000, mua 4 chiếc 799.000, càng mua càng rẻ nha mọi người ơi.